và hấp dẫn luôn. Dầu lẩu khổng lồ, lẩu tứ xiên. Ba anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Trước tiên ba anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và an an. Anh ba Huy, hai anh em bảo hỏng là thử thách quá, thử thách một cái lẩu siêu to khổng lồ này ha, lẩu tứ xiên này, siêu cay luôn á. Hôm nay là hai anh em thi nha, người một cái. Wow. Rất là hấp dẫn luôn. Ngoài có bò ốc, bò dụng lắm á, tôm, mực rất hấp dẫn luôn. Chỗ quán mì cay này bán cái lẩu này là 350, 349 luôn, 350 rất hấp dẫn luôn. Ngon á, đây đó. Hai anh em gấp ớt bỏ ra ngoài để cay dữ lắm, cay. Cái nước dùng này là nó đã cay rồi, tứ xiên cay dữ lắm, cay. Đây, chín rồi, quá hấp dẫn luôn. Bây giờ nói với hai anh em này, bún rau mỗi người ra là một cái dĩa bún hết cái hộp khổng lồ này ha. Đó rồi, ớt mình rồi, loại ra rồi. Bây giờ dở ra đây, lấy ra. Rồi vậy lấy cái ly, hai anh em hỗ trợ nhau đi. Dạ, dạ, không có rồi. Không, anh không lấy giấy. Giấy kìa. Đó, bỏ xuống gì đây, dễ. Cái người ta bán này mình nghĩ chắc cái số lượng chắc ngang nhau. Đây. Không tin lọt đâu. Ừ, bỏ ra đi. Có sữa gì sữa đi. Rồi hai anh em xong chưa? Rồi. Bây giờ nói hai anh em cái này, hôm nay mình chơi đơn giản xíu là mình không để đồng hồ. Người thắng cuộc là 1 triệu, người thua ba xì ha, ước xăng đi về ha. Rồi. Để mình để đây chịu ba ha. Rồi. Hai anh em hiểu hết không? Rồi. Gấp ra ha. Gấp ra. Ô, dĩa bún đó nha. Anh ba bỏ dĩa bún của tôi luôn hả anh ba? Trời dù rồi. Nó cũng không có nước gì đâu, không có nóng đâu, em tắt lửa rồi. Ăn nha. Để gấp mất thời gian quá. Rồi. Đây không có chưa biết nó đâu có nóng nữa đâu. Rồi. Chuẩn bị nha. Sau đại diện hai anh em tổng mời cô bác anh chị bạn dùng bún lẩu với hai anh em mình. Xin mời. Rồi, chuẩn bị nha. Rồi. 1 2 3 để vỏ cho đi nuôi, để hồi em kiểm tra lại đâu vỏ rồi
gọi cho đi. Anh để kiểm tra lại. Đầu tôm đầu chỉ là loại gọi vỏ thôi nha. Cài dữ không? Cài dữ không? Cài nồng nóng. Cài nồng nóng. Cái lẩu tứ xương này nó rất cay. Hôm nay hai anh em đi tìm cảm giác mặn.
Bóc ra cạp luôn rồi. Để vào cho nó chín đó. Đúng rồi, hồi cái anh em ăn hồi kiểm tra lại. Anh còn gì với bún ngoài nữa anh Huy? Bún ngồi răng nữa thôi. Bà bún mình làm gọn hết rồi. Không dính lấy đồ, lấy muỗng. Cái đũa nó gấp khó dính. Ngoài. Thấy hai anh em ngang nhau, chưa ai nhìn hơn ai. Cái này là chai cỡ gấp đầu 7 á. Không, hai gấp đầu 7 luôn hả? Có tiêu á. Sướng hả? Ừ. Đúng rồi. Công trời. Sức hồi luôn. Lại làm hầm nhai luôn. Nóng quá mà. Nóng. Nóng hai người này ăn cay giỏi mà. Ăn cái này cay sức mà hồi cháy mũi luôn. Nó là cay xé lưỡi luôn. Dạ, một tạc ăn rồi. Dạ.
phải cầu cài dữ hơn của ổng không? Cài dữ hơn hả? Ừ. Cài đổ mà ăn. Rồi ổng đổ, ổng cài mà. Cậu tám là ổng lên, còn mới rồi. Từng ăn mì cấp 7 mà mình thấy không có biểu cảm, hôm nay ăn cái lẩu là thấy biểu cảm rồi, chắc cay hơn cấp 7. Cái bò bần ớt ở dưới bỏ đi người bần ừ có tiêu ấy rồi anh bao nhiêu ba còn bận tư rồi chung mấy cái ăn không được mình cũng không để cho mình ăn. Thank you.
từ từ, cứ từ từ. Đây, hôm nào có tới đồng hồ. Còn chịu không nổi cứ dơ cờ. Anh Huy là đơn chỉnh hôm ba. Tiếp, tiếp. Không chịu dơ cờ. Hai tay này, hai tay cắn giá, không dơ cờ rồi bà. Thằng Quy còn 2-2 nữa. Ủa rồi coi, hồi hộp quá, hồi hộp quá. Thở chút đi, thở chút đi, chai quá, thở chút đi. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Thằng Quy cũng còn 2-2, anh ba cũng còn 2-3 gì. Anh ba biết hơi nhiều anh Quy nha anh ba. Uống thuốc liều vô. Hai tay này là mình hòa hợp. Hòa hợp đẹp luôn á. Ngang nhau mà cái chai này. Hai này bằng chai ngang ngang nhau. Anh mâm ăn còn nước nhiều anh ơi. Anh đổ ra sau còn cái phần đáy với chút xíu tiêu được rồi. Và chừa lại anh ơi. Chừa cái đáy lại chút. Ừ rồi. Thì hai anh em hợp lý đi. Đó, hai anh em giờ còn chút á. Cứ ngồi mà xả hơi chút xíu đi. Cho bớt ca chút đi. Gấp ớt, gấp tiêu cái cây. Xé lưỡi luôn. Bình thường là lấy hơi dân rồi. Không cài, không cài hốc đó rồi không. Hai cái đạn mình nhớ là mình có quay mica cấp độ 7 rồi mà vẫn bình thường. Hôm nay là cái này là như hơn cấp độ 7 rồi. Ra bữa nay cái này cay hơn bữa hôm á. Cay hơn. Bữa mình hút còn đốt bữa nay dỗ luôn á. Cay xé. Thôi bây giờ hai anh em không nổi ra bây giờ nói mình xử thế này. Cũng rất mong bác chị bạn thông cảm rồi cay quá. Bây giờ hai anh em hôm nay cho trận này mình cho hai anh em hòa ha. Anh em đồng ý không? Hả à, đồng ý thì hấp. Tại giờ bà đồng ý không? Hả? Rồi. Mỹ vào. Ừ. Ông Huy sao? Quá trời. Tại vì hai anh em cay quá. Cay quá. Thấy anh em cũng tội nghiệp. Mình xử cho hai anh em quà đi chứ để ngồi mà kiểu này thì cũng tội nghiệp quá. Cũng rất mong mọi cô bác gì mà thông cảm. Cay quá chịu không nổi. Cay quá hả? Ừ. Ông Huy thì ăn thì hôm nay ăn sắp rồi. Hấp cái là xong rồi. Hấp cái là xong. Ok. Hơi một tí rồi. Cay quá. Mà hai anh em quà đi ha. Tại vì hai anh em cao quá chịu không nổi. Có nhiều điều quá hay rồi. Hai anh em chia đi. Người 650. Ủa cao không chừng. Lại thì hôm chút ra uống một vơi. Ba anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của ba anh em mình. Ba anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và an toàn. Chào hẹn lại.